tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023 cũng như theo nghị quyết của thành ủy và các chương trình kế hoạch của thành phố về phát triển quận Liên Chiểu đây là yêu cầu của phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tại buổi làm việc chiều qua ngày 29 tháng 11 của thường trực hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Liên Chiểu theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, quận Liên Chiểu có nhiều dư địa phát triển so với các địa phương khác, vì vậy cần tập trung phát huy nguồn lực, khai thác tối đa lợi thế có được. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực thực hiện. Trong phát triển kinh tế, quận cần sớm xây dựng đề án phát triển du lịch, khai thác lợi thế đường sông, bờ biển gắn với các làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa. Đề nghị quận Liên Chiểu cần chủ động trong phối hợp thực hiện quy hoạch phân khu, tập trung ra soát các dự án chậm triển khai, chú trọng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án, chú trọng triển khai thực hiện tốt để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đi vào cuộc sống.